Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Đây, cùng cả ảo đi săn mạng nào anh em ơi. Wow. À đây rồi. À đây rồi bạn ơi. Này chạy một niềm tin nào. Đây rồi. À đây rồi, phóng liệu cả, phóng liệu cả. Xanh mộ cho em ơi. Ui xanh mộ cho em ơi. Trên nhà còn người nữa. Đứng ngay trên tầng 2 ông ơi. Tức là chết phóng liệu mà hay à? Ôi bạn ơi, vào thẳng trong nhà đi. Vào thẳng trong nhà các bạn ơi. Tại vì là ngoài có người mà. Sau ghế à? Thế tôi nhảy vào với nó này. Đâu có đâu bạn ơi, không có không có. Nó nhảy xuống rồi. Cái nhà bên kia rồi. Đâu ngay, tôi nghĩ là trên này cũng có người mà nó nhảy xuống rồi đấy ông ạ. Không phải nhà bên kia đâu. Nhà bên kia. Đấy chưa? Ui qua bên kia rồi cả, ghê vậy. Đây ông ơi, đây ông ơi. Nó phế nổ tường băng mình nhờ. Cái nhà nhỏ. Đây là nhà luôn ông. Bây giờ ông ạ, trên tầng cũng có người mà ông ơi. Thế không quất tim ở trên tầng à? Đây bạn. Sự chú ý của ta hôn nhi kêu xong rồi anh em ơi. Thế chạy qua hốt xác. Trên nhà còn người không? Trên nhà hết người rồi ạ, không thấy ai đâu. Tôi chạy qua tôi lút đồ cái đã ông ạ. Chắc không kia rồi rồi. Ui thằng này có phóng liệu có mấy quả vậy? Hai quả kẹo nên chơi không nhỉ? Hai quả, chơi đi cậu. Chơi luôn anh em ơi. Thế lút đồ cái đã. À đâu bạn ơi? 1/1, à đâu? Hai quả. Thì một quả gốc với cả một quả kia nữa. Đúng rồi bạn ạ. Thế đâm ra là kẹo nhìn hơi nhầm xíu anh em ơi. Đi bạn ơi. Bạn ơi. Hay bạn, mình đây. Đi, let's go bạn ơi, đi. Chúng ta sẽ chạy xuống phía dưới một xíu đã anh em ơi. Hello anh em. Em là fan cứng của anh, thank you em. Ra cánh đồng có khi có người ấy. Wow, bên bạn sát thủ có vẻ là rên hơi to không ạ? Thấy vang cả trong phòng livestream của bạn. What the hell? What the hell? Nó cứ what the hell hoài. Mai set up cho mà livestream không ạ? Livestream dần đi không? Sự chú ý của ta đã va phải vào cái ta của nàng. À cái video đấy thì kẹo xem rồi anh em ạ, cũng hay. Ê, xem kiểu hài. Bạn ơi, mình không có súng trường bạn ơi. Mình đã vứt súng trường đi rồi bạn ơi. Mình đang dùng MP40 với lại cái khẩu súng M79 nên là mình vứt rồi. Combo KS à? Wow, đâu? Combo ạ? Săn mạng chứ lại bảo combo KS, oan tôi quá nhỉ. Sau cái thùng ấy nhỉ. Ok bạn ơi. Oan mình quá nhỉ bạn ơi. Mình nhắm nét này. Đâu, sau con máy cày ấy. Ơ, thế bạn kêu gì à? Quầy đậu xanh. Phía sau này đang còn người bạn ơi. Ok. Đâm ra kẹo nhìn hơi nhầm. À hai đứa, chắc đang chuẩn bị để qua ông ơi. Chơi hai đứa ở ngay phía 75 ấy. Đang để qua à? Thế ghê rồi. Kẹo không có súng bắn tỉa anh em ạ. À đâu, kẹo không có súng trường ấy, đâm ra hơi chán. Ok. Đậu xanh của bạn ở đây. Thế dông ơi. Gốc cây dừa, cả gốc cây... Gốc cây dừa này. Ê, ok, nốc rồi nha ông ơi, nốc rồi nha ông ơi, nốc rồi nha. Ui, ra cái lên nó ông ơi. Một thằng trên gốc cây vải nha. Ok, đây là cây vải không? Tôi chả biết cây gì không, lại bảo cây vải, hay nhỉ. Cái này hay nhỉ, à thằng này. Cứu bạn em ơi, công cứu bạn này em. Thằng này sợ chết bỏ bạn ở đây, chứ còn ở đâu nữa hả anh em. Lên luôn đi cậu. Từ từ, bạn này đang rút đồ rồi đã. Ôi, phóng liều, ôi, cái động. Phóng liều á, ghê vậy. Đây cậu ơi. Đây. Mình đây. Mình đây bạn ơi. Đây mà nó này. Ok, kêu ngay. Ok. Ơ chắc nó lượm được ở đâu được một viên phóng lựu à? Sao nó chạy ra mà ông? Chắc chỉ còn một viên thôi. Khổ. Một viên cuối cùng ở nhà mà. Đây là đây nó để dành ấy. Thằng bé ai mắc bạn thích chạy qua làm gì cơ? Đấm chết mình. Ồ. Hết rồi. Còn đâu một viên cả đạn tiểu liên. Buồn. Thế thì buồn quá rồi ông ạ. Ok và kẹo sẽ tranh thủ ăn được một cái đã anh em ơi. Bởi vì là hiện tại kẹo không có S tính năng của Migo ấy. Đâm dại phải tranh thủ ăn nấm luôn. Gì vậy? Ơ mình có làm gì đâu bạn. Mình có đang sợ chết đây này bạn ơi. Mình có làm gì đâu. Hello anh em. Và chúc anh em xem live vui vẻ nha. Đừng quên là anh em hãy follow cũng như là chia sẻ livestream lên Facebook để ủng hộ cho kẹo nhé. Ê. Hey you, sao hả? Gắt quá gắt á. Bình thường thôi mà em ơi, đâu có gắt đâu em. Thường thôi mà em. Không làm gì đó với sao mình bạn? Chứ mình hết đồ rồi. Mình đó có làm gì đâu bạn. Mình có đang sợ chết đây này bạn ơi.
Wow, nếu như mình có món keo mình sẽ dựng để không cho bạn ăn. Và mình sẽ ăn nó. Mình nên có giáp 2 hơi nát một xíu mà để mình nâng lên giáp 3 mà. À vậy à? Nhưng mà mình có giáp 3 nát, cho mình lên giáp 4 có vẻ lợi hơn đấy. Có mỗi đọc bình luận, thật ra là đọc bình luận thì mình chơi game sẽ không được tập trung hơn ấy. Còn FMBI với lại Smoy VN người ta không đọc bình luận, nhưng mà các bạn ấy, à đâu, các streamer đấy người ta chơi tập trung hơn anh em ạ. Ra IS với lại Boy đều lớn tuổi hơn mình mà. Đấy, mình là khá là trẻ trong những là streamer làm về game Free Fire anh em ạ. Tôi năm nay mới có 20 chứ mấy. 20 cũng bình thường, cũng không đến nỗi già lắm. Huynh ơi, bạn ăn nấm à? Hay làm gì vậy? Mình ăn nấm thôi mà. Gì mà căng. Sáng nay đi thi không? Ui, đậu xanh em ơi, ai đang chơi game em ạ? Đang định đọc comment của em. Ui, ông ơi. Sau xe ông ơi, sau xe ông ơi. Ui, xanh bộ cho em ơi. Nốc rồi nhà em ơi. Mày làm gì? Làm gì vậy? Chuẩn bị chết vì nổ xe đâu này. Thằng bạn nó. Chạy qua cứu à? Ồ. Thế là xong đời luôn cả hai đứa không ạ? Úi dồi ôi, xí kẹo đang đọc comment của anh em mà nó dám bắn xí kẹo nên là đai là đúng rồi anh em ạ. Hai lần bị bắt phao, thế thì học hành gì nữa hả em ơi? Nhưng mà hồi đi thi mình cũng hay dở phao mà. Tôi kỳ lạ thay anh em ạ, dở phao chẳng bao giờ bị bắt. Có lẽ là thiên tài anh em ạ. Anh em thú nhỏ. Các bạn dở phao bây giờ khéo léo một tí cơ đấy. Anh em cứ dơ giám thị xe mày thôi xong. Kiểu xanh mộ là đúng rồi anh em ạ. Các bạn dở tầm khoảng 1/3 thời gian còn lại thôi. Dở ngay đầu đúng giờ. Rồi, kiểu đấy. Thấy nhớ lại mấy lần ấy thì kiểu mấy ông lồi ngay đầu giờ. Tôi là tôi cứ phải qua nửa giờ tôi mới dám dở phao anh em ạ. Cứ làm mấy câu dễ trước đấy. Kiểu như vậy. Cố gắng nhớ được cái gì thì nhớ anh em ơi. Hello anh em. Các bạn đừng quên là follow và chia sẻ để ủng hộ cho kẹo nha anh em ơi. Ngoài ra nếu như bạn nào mà chưa biết đến kênh YouTube của mình ấy thì anh em hãy nhớ là lên YouTube và search kẹo sẽ ra cái kênh YouTube của kẹo nha anh em. Ê, ở dưới có thính kìa không? Ở đây thì một số bạn xem trên online mà anh em. Đấy là giới thiệu luôn về kênh YouTube của kẹo nhá. Thính. Wow, thính đâu vậy bạn? Thính hướng 210. 210 á? Ok luôn ông, ngại gì hả ông? Kẹo chứ gà thôi mà anh em ơi, chưa đâu có gắt đâu. Anh có code không? Ui, em làm gì? À quên, anh làm gì có code đâu hả em ơi? Hôm nay nó ra cái bộ trang phục mới trong vật cây kim cương này, tôi đang tiếc tiền và chưa dám nạp anh em ạ. Đấy, con ăn mì tôm đang pua mà anh em. Tiền đâu mà làm. Có tiền nào thì chắc là trải nghiệm cho anh em cái bộ trang phục mới rồi. Thế đâm ra hiện tại kẹo đang trải nghiệm cái bộ trang phục sói từ cái đời nào rồi anh em ạ, trải nghiệm cho anh em xem. Ê, tính bên kia sông. Sao bạn, bên kia sông á? Thôi kệ ông ơi. Bây giờ tôi với ông ấy cứ vào bo cái đã làm gì mà căng ông. Okay, đứng sau tảng đá này. Ông đứng sau tảng đá này chặn được bao nhiêu đứa ông ạ, tôi thề luôn, tảng đá hướng 330 này. À, live hôm nay sao mà nhạt vậy á? Bởi vì là kẹo đang bị ho xíu anh em ơi. Đâm ra là không có nói chuyện nhiều, đâm ra hơi nhạt anh em ạ, sorry anh em. Đây, UAV thì không có ai anh em ạ. Vắng quá ta. Thế đâm ra kẹo mới chỉ có được 4 kill, Huân Nhi mấy kill rồi, Huân Nhi ơi? 2 kill. Wow, 2 kill. Thần tượng game Free Fire của em là anh đó. Ok, thank you em. Cố lên anh. Rồi nha, cảm ơn tất cả mọi người nhá. Đâu bạn, mình là idol Free Fire, not idol giới trẻ nhá. À, ok. Mình hiểu bạn ý gì mà. Mình idol Free Fire. Ok. Ê, à, bạn đây, ngay phía trên, trên. Mấy cái nhà này mình lạ nhà gì. Nhà. Đang chạy đâu ngay. Ui. Làm gì vậy? Ui, định bắn đồng đội của anh à? Xem mộ chưa bé. Ok, giáp 4 mới luôn, ngon có ta anh em. Nó lại thơm quá nhỉ. Gài mìn đây nha. Wow, gài mìn á. Rẻ tiền thay, bạn ơi nhanh lên xe nào bạn ơi. Tôi với ông lên xe để săn mạng nào. Ok.
Đi thôi bạn ơi. Ok, từ từ bạn ơi. Cậu có skin mà cậu. Đi luôn. Let's go nha em ơi, skin này cảm giác tôi, cảm giác xe nó chạy nhanh hơn anh em ạ. Hiện tại thì kẹo đang live bằng điện thoại, đó là Xiaomi Black Shark 2 nhá. Monster Truck ông ơi, nó thính. Ui. Thế bây giờ còn lại có 7 đứa thôi cả. Các bạn kêu nhau nhanh vậy. Chết nhiều là không thích rồi đấy. Chết nhiều đâm ra chúng tôi lại phải ít kill anh em ạ. Xen xẻ kill cho kẻ địch. À đây, à đây, à đây bạn đây. À đây rồi. Sợ nhau hơi gắt không ạ? Sau nhà, sau nhà. Còn người, còn người ơi, còn người ơi, còn người ơi, đây đây. Xong, ngay đây. Xong mà tôi chắc rồi. Xong mà tôi chắc hai đứa nhá. Ok nó một này. Cứu nó. Cứu nó ơi, cứu nó ơi. Ui, ông ơi qua đây cứu nó này. Qua đây cứu nó này. Ok xanh mộ. Yes. Trong nhà có con thằng cơ mà. Ui. Trong nhà còn người á? Thế ông vào cứu nó đi. Chết rồi. Cứu xong chưa? Chết rồi à? Ơ như là tôi vừa giết được IM3 anh em, không biết là IM3 fake hay là Ryu nhỉ? Chắc là fake anh em ơi. Thầy tự nhiên có chữ AS ông ạ. Không biết là fake hay là Ryu nhỉ anh em. Tôi mở lại live xem nào. Wow. Chắc là hàng fake anh em ạ. Đây 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 đây. Lên xe, đây bạn ơi. Xe mới hôn nhê, xe mới hôn nhê. Qua đây hôn nhê. Lái xe chở mình bạn ơi, lái xe chở mình bạn ơi. Lái xe chở mình đi bạn ơi. Let's go. Wow, sĩ kẹo giết IF Mobile 1345 ông ạ. Fake rồi còn gì nữa. Đấy đấy, thế hạ gục được IF Mobile fake trong trận đấu nha em ơi. Chạy bạn ơi, chúng ta sẽ cùng đi sa mạc nào nha em. Đây, cố top 1 luôn nhé anh em. Chưa thấy gì cả. Đây mình cũng cảm giác nó đang bị thiếu người đấy. Đâm ra còn lại có 3 đứa này ông ơi. 3 đứa cuối. Cậu cho mình ăn. Wow. No, mình mới được có 6 kill thôi bạn ơi, mình muốn ăn thêm cơ. Thôi cậu, thế là nhiều rồi cậu. No bạn ơi, mình mới có 6 kill thôi bạn ơi. Mình sẽ muốn ăn thêm cơ. Tạo phòng giao lưu đi ai thì kẻo lại không có vé tạo phòng cơ. Sorry mọi người nhá. Wow. No một ai anh em ạ. Ui. Thế ông cứ chạy lượn vòng đi. Kiểu gì cũng thấy người không ạ. Đi xe này cho nó dễ top 1 ông ơi. Bởi vì là còn lại có 3 đứa thôi. Thì kiểu là hai đứa đi chung với nhau này. Một đứa đi lẻ đấy. Kiểu kiểu như vậy. What the hell. Lượn lờ xe nãy giờ anh em ơi. Có thể ai đâu. Wow. Trong nhà có người. Trong nhà chắc kệ nó đi ông ơi. Chờ bo thu và chúng ta sẽ kêu người thôi. Chân tròi này không có ông ạ. Không có. Tôi vừa mới nhìn xong ạ. Không có. À bom kèo bằng cái này. Một đứa à. Ồ một đứa. Sự chú ý của ta đã va phải tường băng rồi nhá. Va phải tường băng rồi nhá. Uầy xanh mộ rồi em ơi. Đây bạn ơi. Còn hai đứa nữa bạn ơi. Nhanh lên xe lên bạn ơi. Let's go này bạn ơi. Let's go bạn. Đây bạn, đây bạn. Từ 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 đây. Xe bị tụt dốc bạn ơi. Thế bỏ xe cậu ơi. What the hell bỏ xe. Ok ok. Bạn mà đi ra lửa là xanh mộ. Xe nó bị tụt dốc anh em ạ. À bạn ơi, bạn ơi. Uầy đậu xanh. Thế rồi, thế rồi ông ơi. Đang còn máu cái đã. Đang còn máu cái đã ông ạ. Ghê vậy Hồ Nhi. Ghê vậy Hồ Nhi ơi. Bạn lại chơi ghê quá nhỉ, Hồ Nhi nhỉ. Hồ Nhi ơi, wow, gắt quá nhỉ Hồ Nhi ạ. Uầy, Hồ Nhi. Hồ Nhi có lẽ như là trận này quyết ăn hơi nhiều kill ấy. Uầy, hack xong được cả, thế kẹo chịu rồi. Okay. Tốt 1 rồi anh em ơi. Ok, Hồ Nhi đã ăn hết mạng cuối rồi anh em ạ. Như vậy thì kẹo mới chỉ có được 6 kill. Mấy kill rồi nhỉ? Cho mình ăn 3 mạng cuối. Wow. 8 kill. No, 8 kill á. Mình buồn Hồ Nhi ạ. Thì mình tin cậu rồi mà. Cậu mình buồn Hồ Nhi ơi. No. Bạn ăn quá nhiều kill rồi. Có lẽ mình nên kích bạn ra khỏi quân đoàn. Thế trận trước cậu giải thích thế nào? Ờ, chúng ta vẫn là friend mà. Thôi thôi không giải thích nữa bạn ơi. Trận mới bạn okay. ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh
bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.